Ôi mừng quá, cuối cùng cũng có lửa nấu nước rồi. Thế nãy con đi con thấy có chiếc flycam trên đầu mình không? Để biết con sao rồi cho con.
phải nó không lấy cho miếng lá nè. Đi một mình ăn hòa buồn hòa hắn. Giờ này không có gió nè. Không có gió. Giờ nó mát nè. Lát quá.